Có điều, sự mênh mông ở trong đới tắc này quả thật như là một thế giới khổng lồ dưới đất, khó mà ước lượng được. Tinh hoa kết giới ở đây vượt xa tưởng tượng, thậm chí còn có thể khiến mình đột phá lần nữa. Có điều rất kỳ lạ, rõ ràng là có nhiều cấm chế ở đây đều bị phá giải rồi. Tại sao những ác linh và người bảo hộ ở đây lại không làm loạn mà là tuần phủ ở một chỗ? Rất đơn giản, lực trấn nhiếp có ý gì? Rất đơn giản, lực ngăn chặn có ý gì vậy? Một khi mà một người lớn mạnh đến một chỗ mức độ nhất định, chỉ cần một câu nói, một mệnh lệnh là có thể trói buộc về tuyệt thế cường giả cả đời. Ví dụ như người ở bên dưới người, hắn mạnh như vậy nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của người, thế là tại sao? Hóa ra là vậy. Sở Phong, ta càng ngày càng thấy thần lôi trong cơ thể của người có thể là một năng lượng di truyền. Đàn đản, sao lại nói như vậy? Bởi vậy kẻ điên này chắc chắn là cường giả cảnh giới võ vương, nhưng không dám quên là có phụ thần người. Phụ thần người chắc chắn là nắm giữ năng lượng đặc biệt, có thể phong ấn được năng lượng của bổn nữ vương, nhốt ở trong thế giới tinh thần của người. Xuất thân của người đúng là không đơn giản. Nếu phụ thân ta đã mạnh như vậy thì tại sao lại vứt bỏ ta? Chẳng lẽ là gặp phải địch mạnh sao? Hay là có lời gì đó khó nói? Để tăng này quá lớn, với tốc độ của chúng ta bay lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đêm dần. Diện tích của đế tán này cũng là vượt khỏi Thanh Châu rồi. Đế tán này xây dựng ở nơi thâm sâu dưới lòng đất. Chúng ta là đang đi xuống bên dưới nữa đó. Chắc chắn là một thế giới dưới lòng đất, lớn đến mức không thể ước lượng được. Tuy đế tán lớn nhưng so với tổ tán đúng là nhỏ con. Tổ tán đó là cái gì? Nếu nói thứ đó ra sợ là sẽ dọa người đấy. Ngươi còn quá trẻ, có những chuyện vẫn là không nên nói cho ngươi thì tốt hơn. Đúng là cứ nhử mồi người ta. Không ngờ đang đáng chưa từng ký khế ước với con người mà đã biết chuyện ở đây, còn nghe ngóng thêm cả ở dưới linh khác nữa. Rốt cuộc đang đáng mạnh đến mức nào chứ? Trước khi cô ấy bị phong ấn, cô lẽ có năng lực như thế nào chị? Lợi hại, đỡ tăng này đúng là không tầm thường. Không ngờ lại có một đám yêu tộc yêu thú kinh khủng ở đây sinh sống phồn thịnh. Đáng ghét thật, tới muộn một bước rồi. Nhiều yêu thú mạnh có dòng máu đặc biệt đã bị nuốt sạch rồi. À, nhất định là do lão già áo đen đó làm. Cái nơi lớn thế này đã bị lão già độc chiếm rồi. Sở Phong, nếu như gặp phải lão già đó, nhất định để cho kẻ điên này chém chết lão. Bổn nữ vương phải luyện hóa hết căn nguyên của lão, không thể khó ra được hận trong lòng ta. Yên tâm đi, nếu gặp được lão già áo đen đó, ta nhất định sẽ bắt lão phải nôn ra một phần cho chúng ta. Sở Phong, mau nhìn chỗ kia, chúng ta đi thôi. Chỗ này bị làm sao vậy? Không lẽ là ra khỏi đế tán rồi? Cảnh vật ở đây hoàn toàn không khớp với đế tán, đúng là tiên cảnh ngoài thế giới. Không đúng, ở đây chắc là ảo giác. Khoan đã, đừng đi vào trong. Để ta quan sát kỹ, những thứ trước mắt nhìn thấy đều là trận huyễn tượng. Bất kể là phía trước là vật gì, chúng ta đều có thể giải quyết được. Không hay rồi, ý thức của hắn không rõ ràng, căn bản là không thể hiểu ý trong lời nói của ta. Đừng hỏng, cho dù dù có phải là huyễn tượng trận không thì cứ đến người ta là phá. Với thủ đoạn của kẻ điên này chắc là đủ để phá giải. Huống hồ đây là con đường phía trước duy nhất, người không phá giải thì không thể nào đi tiếp được. Chuyện tới nước này cũng chỉ đành như vậy thôi. Phần thiên liệt diễm của ta có thể thiên thiêu vạn vật trong thiên hạ. Ngươi là ai lại dám hỗn sự như vậy ở đây? Trời ơi, đây là Bạch Hổ. Người này ngươi không địch được, vẫn là để ta tới giúp ngươi một tay. Bổn Long Vương tới đây, dám xông vào tứ tượng phúc thần trận, đúng là muốn chết rồi. Tứ tượng phúc thực trận, quả nhiên đây là trận huyễn tượng, nó vốn không phải sự thật, tất cả đều là giả. Giả sao? Vậy phải làm sao đây? Phần thiên liệt diễm của ta có thể thiêu vạn vật, ai cản nổi ta? Dám ngăn cản ta, chết! Thật lợi hại, canh cộng lớn quá, không biết tại sao
ta có thể chắc chắn bên trong cánh cổng này là thế giới mà ta không thể không đi. Mở cánh cổng này ra, tiến vào thế giới đó, nhất định là phải đi vào thế giới đó. Tiểu quỷ, đừng nhìn cái cổng đó. Tiểu quỷ này lâu ngày không gặp, tu vi tiến bộ không ít rồi. Hóa ra là hắn bị kẹt rồi. Đây mới là bản thể của tứ tượng phúc phật trận. Xem ra phần lớn sức mạnh của cảnh tượng tứ tượng phúc phật trận là dùng để trói buộc hắc y lão đầu này, vì vậy người điên kia mới có thể dễ dàng phá bỏ. Trên người có vị hắc y lão này có lẽ có nhiều kho báu của đế tán mà hắn lúc này lại mắc kẹt ở đây. Đúng là trời cũng giúp ta, chỉ là lời của hắn cần phải hỏi cho rõ. Tiền bối, tại sao không thể nhìn cảnh cổng đó? Hay vẫn là tiểu quỷ lớn lên từ nơi nhỏ bé, nhắc nghe một chút cũng được. Cảnh cổng đó là đế môn cho tự tay võ đế cường giả tạo thành, kiên cố không phá vỡ nổi, đồng thời lại có ảo giác mơ hoặc lòng người. Sau khi bị ảo cảnh của đế môn mê hoặc, sẽ đi công kích đế môn, sau đó sẽ gặp phải sự cắn trả của đế uy. Đế môn này làm sao có thể dễ dàng mở ra được? Đại nạn, mấy lời mà hắn nói là thật sao? Đế môn thật sự lợi hại như vậy? Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta chỉ biết đế tán nguy hiểm, dù sao bổn nữ vương cũng là lần đầu đến thế giới này. Có thể nói ta cũng lần đầu bước vào cái nơi đế tán này. Dù sao chỉ cần lấy được bảo vật từ trên người của hắc lão y này, chuyến đi này đã quá lời rồi, không cần tới đế môn kia. Còn có tên điên kia, có cái gì đó không đúng. Tiền bối, không cần nhìn cái cổng đó. Cổng đó nguy hiểm. Chết tiệt, không ổn, mau dừng lại cho ta. Phía trước nguy hiểm, người cứ như vậy đi, qua đó sẽ chôn vùi mạng sống. Đây, chẳng lẽ đây là đế uy? Đây là sức mạnh của võ đế cường giả sao? Chỉ với một trận uy áp liền có thể biến hóa thành hình, vĩnh viễn không chết, uy hiếp vạn vật. Không, thân thức đều sẽ mất, huống chi là đế uy. Nếu ta đoán không sai, cánh cổng đó rất có thể là một đế binh. Đế uy của nó phụ thuộc vào đế binh, vì vậy mới tồn tại mãi mãi. Đế binh này cùng tồn tại với đế uy, và còn vì nó mà chứa đựng sức mạnh độc nhất của võ đế. Đế binh rèn bởi sức mạnh võ đế. Nếu như nói đế môn này thật sự là một binh khí, vậy tuyệt đối là một vũ khí sát thương rất cao, thậm chí có thể giết sạch chúng sinh. Đế môn này không chỉ là quỷ dị mà còn có sức mạnh vô pháp vô thiên. Nếu có thể sử dụng cho ta, ngọn lửa của ta có thể luyện vạn vật chúng sinh, kẻ cản ta phải chết.